À, xin chào anh em nha, hôm nay Tuấn của tôi tiếp tục review phần 2 cuộc sống miền Trung nha. Hôm nay là chơi lưới mới luôn. Chơi lưới mới để bắt. Nên anh em xem tiếp phần 2 nha. Hôm nay là chơi lưới mới luôn. Mới mua còn mấy ken. Bắt. Giờ lưới mới luôn là bán được không Minh? Ừ, sắp đi. Đầu tư lưới mới luôn để bắt con. Hồi sáng phần 1 là bắt lưới cũ, giờ phần 2 là chơi lưới mới luôn. À, lưới này là súng mà có con nào là hốt con đó luôn anh em. À. Được. Anh em xem video là nhớ bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi tiếp phần 3 nha. À, phần 3 là chơi lớn nữa. Phần 3 là bắt không có lưới luôn. À, mà bắt không có lưới luôn. À, bắt đầu lại đây là bắt đầu súng là bắt đầu. Sau này cá rất là nhiều. Chơi lưới mới luôn. Lưới này là giờ là khơi hộp luôn. Nhưng sáng mình thu hoạch nhiều quá rồi, giờ mình đầu tư lưới mới luôn. Anh em nào đăng ký cá thì vô đăng ký. 6 giờ tối là mình vào cá đó. Thằng kia đó nhóng 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 rồi kìa. Đấy. Rồi, ok. À, giờ là bắt đầu giăng nha. À. Rất là dài luôn. Hả? À. Đây. Đây nãy giờ này đâu đợi. Này. Rất là dài. Giờ là cây lớn luôn, cây mới luôn. Chí nữa thành của cá là sẽ quay cho anh em xem nha. Đây, đây, quay cho. Quay đó. Tính mô tô với thanh mô tô về quê bắt cá hết rồi. Xong rồi rất là nhiều cá. Cá này rất là nhiều. Mùa dịch nhiều đồ là anh em không đi đâu là anh em lôi lưới rồi bắt cá. Ok. Rồi sao? Rồi, lấy đi. Ừ. Ồ, lưới mới đẹp quá. Xuống đây thôi. Được. Lần đầu bắt cá. Nên nhớ bấm đăng ký kênh nữa, để theo dõi phần 3 nha. Mà cầm mình kìa. À, đây là thành quả đầu tiên nè. Đây, đây là Thường Quỳnh. Ủa, thành quả đầu tiên. Đó, con này rất là bự nha. Lần đầu tiên thả lưới nên chưa biết cách dỡ nha. Hãy gỡ con này luôn nè. Con này rất là bự nè. Không biết cách gỡ luôn. Lần đầu tiên thả lưới chưa biết cách gỡ. Dính đầu tiên con cá rô anh em.
Cái rô này to quá, gỡ không được luôn. Ừ, được rồi, được rồi. Ừ, được con đầu tiên nha. Rất là bự. Tiếp tục là con thứ hai. Rất là to luôn. Đây, 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 đây. Đây, đây là thành quả thứ hai. Gỡ cái sao nữa. Gỡ lại. Gỡ phải có kỹ thuật. Gỡ nó có bao rồi. Gỡ lại nó được. Cái đầu này dễ gỡ nhất mà. Trời ơi, con khó mà nó rút trời. Kìa. Phải kéo sắp ngang. Cái này bự quá. Thở ơn đông với nó. Nhung nhung miếng nước đi đây đi. Quá trời cá luôn. Chín. Nó nãy giờ hả? Mới dính rồi. Rồi tới luôn. Rồi tới rồi đó. Được, giờ em gỡ gỡ con này đã. Đây, con này đã dính. Con này là một em cua luôn. Là khó gỡ nha. Rồi tiếp tục nha. Rất là nhiều cá nha. Cá dính rất là nhiều. Đừng đi thêm nát cam, đừng có đi nước nhỏ để cá chạy ra. Con đi nước nhỏ là cá chạy vô lại. Cá nãy giờ cái con kia đi đi con kia đi con bay lên con đây nè con đây nè con hả à, đúng dính hai con luôn mà ba con luôn hả con gỡ cần vào ui mất rồi ôi đây rồi còn rồi ok ok luôn đủ đã cầm rồi dính quá trời luôn em cày rất cẩn thận.
rất là nhiều cái. À, anh em xem, anh em bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi tiếp phần 3 nha. À, phần 3 sẽ chơi cá lớn hơn. Hồi sáng là chơi cá nhỏ, giờ chơi cá lớn. Đến mai phần tiếp phần 3 là em sẽ chơi cá lớn cho anh em. Quá đẹp không? Quá ok. Người đó nước liếc này. Quá đẹp luôn anh em.